Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức buổi đối thoại với 523 hộ dân Thượng Thành. Đây là số hộ sẽ di dời được đầu tiên ngay trong năm nay để thực hiện dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế. Để có được sự kiện mà người dân trong diện di dời rất mong mỏi, một loạt vướng mắc đã được xử lý, đặc biệt là khung chính được Thủ tướng phê duyệt vào ngày 10 tháng 12 năm 2018 dành riêng cho đề án di dân lịch sử này. Chủ trì và trực tiếp đối thoại với người dân có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Văn Thành cùng lãnh đạo các ban ngành hữu quan của tỉnh và thành phố Huế. Theo lịch, 8 giờ sáng cuộc đối thoại mới bắt đầu, nhưng rất nhiều hộ dân đã đến sớm hơn để nghe ngóng thông tin. Bởi dù đã được biết chủ trương qua báo chí, thông tin từ chính quyền các phường, nhưng đây là lần đầu tiên một buổi đối thoại quy mô lớn về những vấn đề sát sườn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân được tổ chức. Gần như không có một hộ dân nào vắng mặt khi buổi đối thoại bắt đầu. Sau lời phát biểu khai mạc ngắn gọn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế đã trình bày trước 523 hộ dân về quyết định thu hồi đất, khung chính sách, đặc biệt là những điểm mới trong chính sách bồi thường hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất áp dụng cho dự án này. Bằng những thông tin được dẫn chứng, đối chiếu, so sánh giữa chính sách đặc thù với khung pháp luật chung hiện hành, người dân có thể dễ dàng nhận thấy những ưu đãi lớn từ phía nhà nước dành riêng cho dự án này. Nếu xét về yếu tố pháp lý thì hầu hết các hộ dân khu vực 1 di tích kinh thành Huế không được đền bù mà chỉ được hỗ trợ ở mức nhất định. Đây chính là vướng mắc lớn nhất khiến việc di dời không thể thực hiện được trong hàng chục năm qua. Với khung chính sách mới ban hành thì nhà nước sẽ hỗ trợ 100% như giá trị đền bù kèm theo hàng loạt các ưu đãi khác về hệ số đất áp dụng cho nơi đi và nơi đến, chi phí di chuyển, thuê nhà tạm cư, hỗ trợ bàn giao đúng tiến độ. Đặc biệt, để phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của người dân, toàn bộ hộ chính và hộ phụ sẽ được bố trí đất tái định cư thay vì phương án chung cư. Khu tái định cư tại phường Hương Sơ sẽ được quy hoạch đồng bộ bài bản với diện tích từ 60 đến 200 mét vuông, bố trí cho các hộ dân theo các mức, tùy thuộc vào hiện trạng, mốc thời điểm và các cơ sở pháp lý khác. Phát biểu tại buổi đối thoại, các hộ dân đều bày tỏ sự đồng tình trước chủ trương của nhà nước về bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế. Người dân vui mừng bởi những chính sách mới đã tính đến quyền lợi chính đáng của mình và xem đây là cơ hội để có một cuộc sống mới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn về hồ sơ, giấy tờ thất lạc nhiều do thiên tai, quyền lợi học hành của con em sau khi tái định cư. Tại một số bà con vừa nghèo, vừa già, cho nên là cái việc lúc từ hồ sơ là phải biết là ai thu tiền đất á, là hầu như là 80% là cũng còn có lũ lại, cho nên là phải phối hợp với bà con á, là phường xã là phải làm cái đó cho bà con. Để bà con lục tìm lại cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái thủ tục hành chính thứ hai là hiện tại một số con em trên địa bàn đang học thì bây giờ là học hành trực tuyến. Mà khi đi như vậy thì những đứa mẹ mà con nhỏ nó sắp qua lớp 1 á, là nếu không có hộ khẩu đó thì trường không có nhận là cả thứ hai. Như vậy các bạn, nên là có một cái văn bản xin cung cấp rõ ràng về cái đồng đai giải tỏa về hồ sơ địa chính. Như trên bản vẽ của năm 2021 là đã có công khai rất rõ ràng. Bây giờ dân mà muốn quay cái đồng đai được giải tỏa chừng nào thì quay ở đâu? Một vấn đề nữa cũng được rất nhiều người dân quan tâm, đó là việc tách hộ còn khó khăn do vướng quy hoạch, vấn đề công bằng trong hỗ trợ giữa các hộ dân. Tôi cũng mong muốn là về cái việc đền bù thì phải rõ ràng ở đây có một số là họ tách hộ nhưng mà không có ở tại cơ sở của tôi, và ở đây có những trường hợp giống như chúng tôi có không có hộ khẩu nhưng không có giấy tờ chứng minh nhân dân và cái gì là ở tại thông sống, cho nên bây giờ là hoàn toàn không có một cái gì. Thì khi mà được đến cơ sở mới thì đề nghị nhà nước quan tâm cho họ cái hộ khẩu, cho họ làm chứng minh nhân dân để là con cái họ được làm việc. Giải đáp trực tiếp tại buổi đối thoại, đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất cho biết, với các hộ chưa tách, nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì vẫn được bố trí suất tái định cư. Về việc học hành của con em từ cấp mầm non đến trung học cơ sở, nếu có nhu cầu thì vẫn được bố trí theo hộ khẩu cũ. Đồng thời tại khu vực tái định cư sẽ được đầu tư đồng bộ, đảm bảo mọi nhu cầu của người dân.
về những băn khoăn của người dân trong khâu thủ tục hành chính, giải quyết các vấn đề phát sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ngay tại buổi đối thoại đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường bố trí cán bộ địa điểm để kịp thời tiếp nhận và giải quyết, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Các thông tin liên quan đến cơ chế chính sách cần sớm đưa về đầy đủ cho cán bộ cơ sở và người dân. Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao sự chủ động của chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện các công việc liên quan. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dành lời cảm ơn đối với sự ủng hộ của các hộ dân thuộc diện di dời khu vực 1 kinh thành Huế. Và tôi rất mừng, rất cảm động, được sự đồng tâm nhất trí, đồng thuận bà con trong quá trình di dời. Và tôi rất vui, được sự chỉ đạo rất quyết liệt của thành phố, đặc biệt Chủ tịch bốn phường nội thành, tạo ra một cái khí thế chính trị, một trách nhiệm chính trị cho cả hệ thống khi thực hiện dự án này. Điểm lại quá trình, những dấu mốc quan trọng trong triển khai đề án lịch sử này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng những khó khăn vẫn còn ở phía trước. Bởi ngay sau khi di dời số hộ dân Thượng Thành dự kiến vào tháng 9 năm 2019 này, dự án sẽ tiếp tục với khu vực Eo Bầu trong năm 2020, khu vực Hồ Thành Hào và tuyển Phòng Lộ năm 2021. Chính vì vậy, cả cấp, cả ngành và toàn thể người dân cần đồng lòng chung sức vì mục tiêu chung. Tháng 9 ta di dời rồi. Và tất cả cái gì mà tỉnh làm, trung ương làm, thành phố làm cho bà con thì chúng tôi cũng đang nỗ lực hết sức để làm tròn vẹn trách nhiệm cao nhất của mình đối với bà con. Và tôi đề nghị với bà con, chúng ta cũng phát huy tinh thần đoàn kết, lắng nghe, cầu thị để chúng ta thực hiện cái di dời các tổ chức. Và tôi đề nghị lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các phường căn cứ vào chức năng nhiệm của mình kịp thời giải quyết những vướng mắc, những cái kiến nghị, những cái khiếu nại bà con. Cái gì vượt thẩm quyền báo cáo lên lãnh đạo thành phố, vượt quyền báo cáo lên lãnh đạo tỉnh, chúng tôi sẽ giải quyết.